Theo dự báo, trong đêm nay và sáng mai 17 tháng 1, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác đề phòng rất cao khi sử dụng các phương tiện sưởi ấm bằng điện, đặc biệt là việc sử dụng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà kín. Theo Bộ Y tế, chỉ trong một tuần vừa qua đã có 3 vụ ngộ độc khí CO do sưởi than dẫn đến hôn mê bất động phải cấp cứu. Người dân cần cảnh giác với nguy cơ cháy nổ, bỏng lửa, điện giật do sưởi ấm bằng điện và nhiễm độc khí than do sưởi ấm bằng bếp than, củi trong nhà kín. Cùng với đó, khuyến cáo người dân che chắn nhà cửa, giữ ấm cơ thể, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nước uống, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, không ăn thức ăn bị nhiễm khuẩn hay để lâu ngày.